các cụ ông, cụ bà, cô dì, cô bác, toàn thể nam thanh nữ tú, phái đoàn họ nhà gái, và xin được kính chúc bác đại diện nhà gái đã vượt điếu. Nhà gái đã vượt điếu. Thay nhà trai phát biểu trong đám cưới, trưởng họ lỡ lời khiến quan viên hai họ cười không nhặt được mồm. Cụ thể, trong một đám cưới, đến tiết mục phát biểu của nhà trai, bình thường người lớn tuổi nhất trong họ sẽ thay mặt, đứng lên phát biểu cảm ơn quan viên hai họ và các quý khách đã đến dự lễ cưới của con cháu mình. Nhưng điều bất thường ở đây là bác trưởng họ này có lẽ là lần đầu cầm micro và làm MC nên hơi run một chút xíu. Khi đến đoạn cảm ơn gia đình nhà gái đã nhở mồm. Các cụ ông, cụ bà, cô dì, cô bác, toàn thể nam thanh nữ tú, phái đoàn họ nhà gái, và xin được kính chúc bác đại diện nhà gái đã vượt điếu. Nhà gái đã vượt điếu. Vượt đèo ăn suối, đưa con đưa cháu về làm dâu con trong gia đình. Khỏi phải nói, cũng biết quan viên hai họ được một tràng cười đau cả bụng, chảy cả nước mắt. Một số bình luận của cư dân mạng: bất ngờ đó ông già, hảo ông trưởng họ, chắc ở nhà quen mồm, vừa chia tay xong mà nghe hết buồn luôn. Em nói lộn cái lời cho em nói lại cái lời em nói lộn.